I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật tù nhân cho các bạn cùng xem. Chiều nay thì trời khá là mưa, mấy ngày lễ công nhận mưa kinh khủng luôn. Âm u nhưng mà được cái là nó mát, chứ bình thường trời nóng cực luôn. Mà thường thường ở trong khu vực miền Nam, nếu như mà nắng theo kiểu nó rất là nực trong cơ thể kiểu, thì chiều khả năng cao là sẽ mưa, nó ngộ ngộ vậy đó. Nhưng mà cá nhân mình thì vẫn thích mưa hơn, tuy nó hơi ướt át bẩn bẩn tí nhưng mà được cái là dễ chịu, kiểu nó mát ấy, xong rồi ở trong phòng thì cảm giác nó ấm cúng kinh khủng. Hey. Đây, mình vừa mới sắm cho cái nick này một cái Access S để xài luôn cho nó xịn sò, để trang phục S xài phụ kiện S luôn. Dĩ nhiên là phụ kiện S thì nó sẽ phải loe loe và màu mè lên xíu rồi. Trả cái máy này cho mẹ đi. Oh. Này gặp cô thư ký. Trời ơi. Trời ơi, cô thư ký, cô ấy giết tôi, trời ơi, cứu tôi. Cô thư ký Skinhead. Nói chung là mình đầu game thì tranh thủ là phải tránh xa tầm nhìn của bà này ra để mình không bị bà ấy ghi lại. Nhưng mà thật sự cái điều đó rất là khó đúng không? Sao có thể né tránh hoài được. Nè. Bà đi nhanh quá mức cho phép rồi đó. Ui, nó lật cái ván lên kìa. Ui, nó lật cái ván lên nhanh thật đấy. Trời ơi, nó lật cái ván lên mà mình thấy mình còn hết hồn mà. Nè, chiếu cái gì á? Hả? Bỏ cái nách xuống. Cái gì mà dơ cái nách lên nhỉ? Trời ơi, nãy tôi thấy nó lật cái ván lên mà tôi hết hồn luôn á. Cái gì mà gớm vậy? Dâm dê đê tiện ghê luôn. Rồi để mình vô đây mình xin tí điện. Khi mà bà ghi âm mình á, là bà ấy đang thực hiện cái hành động cũng có thể úi giời, nhìn xuyên qua bản thân mình qua tường luôn nha. Rồi, tôi hít được điện rồi. Trong cái thời gian mà bà đang record thì mọi người cố gắng là đừng có làm bất kỳ hành động gì. Nếu mà có làm thì tranh thủ làm xong rồi mình đi, chẳng hạn đập ván nhảy cửa sổ là đi luôn chứ đừng có ở lại. Đấy, khả năng cao này các bạn thấy không? Nó lật ván lên rồi mình đang đứng mình dòm mà nó lật qua mình hết cả hồn luôn. Trời ơi, ở bên kia làm gì? Run. Không thèm leo cửa sổ luôn. Ổn. Biến liền, cút đi. Trời ơi, trận này mang nhánh 6, vừa cai vừa cứu người á. Vừa đi cốt vừa cứu người mà cuối cùng giờ phải bắt đi cai nè. Tức ghê. Đúng cuộc đời nó không cho phép. Lật cái ván nữa không? Ổn, lật nữa kìa má. À không, nó thả đập ván. Tôi tưởng lật nữa chắc tôi xỉu quá. Cứu tôi với, trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, nó cứ giơ cái nách lên, sợ hãi. Không dám đập ván luôn á. Máy 77. Ui, nãy giờ mình cai được 4 máy rồi nè. Trời ơi, tù nhân cai toán 5 máy. Thư ký. Cái tờ giấy hết rồi, ok. Cái tờ giấy hết rồi thì tôi... Gì á? Nổ máy. Ok, trời ơi. Ủa, đầu game nó xài gì vậy? Tele, đá máy hay gì? Trời ơi. Cuối game đổi tốc biến để bắt tôi. Thật là xăm mình. Mà trong khi còn một máy sắp nổ nữa chứ. Một sự đánh đổi rất là lỗ luôn. Ê, nhưng mà mình thấy là khi mà nó đang ghi âm mình thì mình nên nhảy cửa sổ, mình thấy hợp lý hơn. Tại vì là nó body block cửa sổ nhưng mà mình đâu cần dùng cái cửa sổ đó nữa đâu. Còn đập ván thì phải nên xem xét đó. Đập ván xong lật lên rất là dễ luôn.
Cứu tù dưới, trời ơi. Trời ơi, nó bò lên cái cửa kìa má ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ đi kiếm hầm luôn. Cái hầm đồng đội mình đang bảo nó ở phía bên mộ. Thôi đi luôn đi, để ra nhảy hầm luôn. Cái hầm đây rồi. Ôi, đứng bất lực kìa. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Ok, vậy là mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Cai được 5 phút, 5 máy luôn. Trời ơi má, rớt máy tởm ghê. Ok, mình đã quay trở lại với map Bệnh viện Thánh Tâm và đứng ở đây. Thôi, nói chung là khi mà mình đứng ở cái khu vực nhà nhỏ, thường thường là Hunter nó sẽ lởn vởn ở quanh khu vực này, nó sẽ đến. Cho nên là mình nối máy chơi cho vui thôi. Đó, nối máy gần. Ôi, madam. Sợ ma quá. Nó đi chưa? À không đi lắm nha, không đi lắm. Phải kết nối. Vẫn thấy nha. Tôi đã im lặng, tôi không nói gì rồi. Tại sao vậy? Cứu tôi. Ừ đúng rồi đó, xoay gương vậy là chiến thắng rồi đó. Cứu tôi mọi người ơi. Đứng núp trong kẽ rồi. Cứ tưởng nó mù mà nó không có mù. Cứu tôi ơi, trời ơi mọi người ơi. Nè, không chơi bling nha. Muốn tele, muốn cắm mắt gì cũng được, nhưng mà không chơi bling nha. Ôi, cái gương kìa. Trời ơi, cái gương đúng đẹp luôn á. Cái gương đấy mà tạo hộ nhanh khoảng 0,5 giây nữa là đánh mình là trúng luôn á. Đâu rồi? Skin Madame nó đẹp ghê. Cái bộ B đó là nhìn da trắng môi hồng nhìn đúng đẹp luôn. Mình thấy đẹp hơn cái bộ Quicker. Sao cứ mang nhánh 6 xong rồi là một cái danh xưng decode nữa mà bắt đi Kater, bắt đi Kai. Thiệt là ác độc, à NE thật là khốn. Mọi người nên ký để mà thủy diệt NE để cho tôi. Nếu mà tôi được làm chủ của NE thì tôi sẽ ban phát cho mỗi người một bộ skin SS. Hai máy rồi nè, nổ máy đi, sao mình cố lên. Ủa sao không cho tôi cái nhạc nhanh? Cái nhạc chậm nó đâu có tên nó đâu. Ok. Biến liền. Ui, cho tôi cái nhạc nhanh là ngon rồi. Tại cái khúc đấy nó chưa có đến cái khu nhạc chậm. Ủa cái gương gì vậy? Cái khúc mà bạn vũ công bắn tạo nhạc là lúc đó nó chưa có vào cái vùng nhạc chậm, cho nên là nó không có bị ảnh hưởng. Cứu tôi. SOS. Hai máy à, được, cai được á. Cover được là cai được. Giờ cái nách lên. Ê, không chơi cái trò mà một gương hai hit nha. Rồi, xong. Rồi đó, được rồi. Mất gương là coi như ok rồi đó. Mình sẽ cai xa khu này ra để cho đồng đội sửa cái máy này. Thấy bà vũ công nãy đang sửa dở. Thường thì đi qua mấy cái ván là mình đi thẳng luôn, chứ mình cũng bỏ cái tật canh ván rồi.
chết rồi. Trời ơi. Bảo đi cai xa xa ra cuối cùng nó cũng không xa lắm nha mọi người. Không xa nổi. Mấy năm lăm. Thực ra sửa cho vui thôi chứ máy bên kia vũ công đang sửa kìa. Nó đặt nguyên một cái quán bar ở bển luôn. Hay quá. Rồi ok. Giờ bà cố nội đang mải canh cái máy thôi. Ê, hay quá chị vũ công cứu em chị ơi. Ok máy gần nổ rồi này. Trời ơi nhức nách. Ra sửa cái máy luôn. Nối, xin điện. Ơ, nổ máy kìa. Ok. Ủa. Trời ơi, tôi nhường nổ máy cho bà nữ vũ công. Rồi bà đứng, bà nhìn xong bà không nổ luôn nhá. Trời ơi, tôi tưởng là bà vũ công bà nổ máy. Đồng đội đang lên ghế rồi. Không nổ kịp máy rồi. Trời ơi, nhức cái nách quá. Từ từ để mình đi cứu. Khổ ghê. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau, chả đứa nào nổ máy luôn. Rồi đi hiêu đã. Trong cái những lúc mà đi cứu ghế xong á, mà Hunter nó không cam thì mọi người không nên là chạy vào những cái khu cổng hoặc là những cái khu máy đang sửa mà mọi người hiêu nhé. Bởi vì thường thường những cái máy, những cái cổng là mục tiêu của Hunter nó nhắm đến. Cho nên là mình cũng không hiểu tại sao mình đi cứu ghế, mình cố gắng mình ping lên đi theo tôi nào các thứ để đi vô những cái góc map, những cái vị trí mà nó có thể là máy sửa rồi hoặc là cái khu nào nó xa hơn so với cái máy một chút để mà cho nó an toàn. Nhưng mà không, mấy má cứ chui vô mấy cái máy đang sửa không à. Xong cái đâm ra nó biết xong cuối cùng là nó tới nó dọn nguyên một ổ luôn. Đó, bởi vậy đâm ra là rất là khó để có thể thoát được. Rồi, bây giờ đành phải hiến bạn côn trùng thôi. Trời ơi, hai đứa đứng nhìn nhau nổ cái máy đúng lỗi luôn. Mình thấy mình còn hoảng mà. Mình cứ tưởng bà vũ công sẽ nổ. Mình thì đang đứng tích điện. Khổ ghê. Thôi mình đành phải nhảy hầm thôi. Rồi, mở cửa. Sợ cái gì mà không mở. Đồ hạt. Tức á. Đáng tính nhảy hầm luôn á. Thôi mình sẽ kết thúc video clip đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và nếu các bạn thích thì đừng quên hộ channel của mình. Và bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.